Tuy nhiên, đối với ngành giáo dục, tôi có đi tập huấn với chỗ anh Nam ở cục công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục á, thì tôi cũng có hỏi anh Nam là riêng ngành giáo dục thì Bộ Giáo dục có ban hành cái đề án hoặc là một cái kế hoạch hay là một cái chương trình chiến lược gì về cái giáo dục thông minh hay không? Thì anh Nam có nói có trả lời với tôi là ngành giáo dục không dám làm, bởi vì á cái việc mà xác định giáo dục thông minh nó rất là khó. Có chăng thì Bộ Giáo dục có cái từ là giáo dục mở thôi, chứ không có dùng cụm từ giáo dục thông minh. Một số trang web thì có định nghĩa là giáo dục thông minh là gì. Giáo dục thông minh là giáo dục mở kết hợp với lại ứng dụng công nghệ thông tin. Nhưng mà cái quan điểm của Cục Công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục thì họ không xác định cái giáo dục thông minh. Báo anh chị vậy. Ngoài ra, cái ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể trong thời gian qua cũng được quan tâm. Thì kinh tế xã hội thì cũng ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian gần đây rất là nhiều, đặc biệt là cái mùa Covid. Cái dịch Covid nó là một cái rủi ro, một cái không may cho toàn cầu chúng ta. Nhưng mà nó lại có một cái vai trò là thúc đẩy chuyển đổi số rất là nhanh. Chị thấy trước đây là việc mua bán qua mạng rất là khó. Ít có nghĩa là cái người mà thói quen là mua bán truyền thống rồi á, thì họ nói mua bán qua mạng rủi ro nhiều lắm. Nhưng mà qua cái giai đoạn dịch Covid này rồi á, thì là việc mua sắm qua mạng là trở nên là một hoạt động rất là bình thường đối với đời sống. Về bảo đảm an ninh mạng thì báo cáo đại biểu là đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cũng đã xây dựng cái hệ thống an toàn an ninh mạng. Chúng ta lắp đặt thiết bị tường lửa cho tất cả các cơ quan nhà nước và cũng trang bị cái phần mềm phòng chống virus tập trung cho tất cả các cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước. Riêng năm 2021 là trang bị hơn 5.000 tài khoản. Về nhân lực công nghệ thông tin thì nguồn nhân lực chúng ta mặc dù khiêm tốn so với các cái tỉnh thành phố phát triển, nhưng mà chúng ta cũng đã bố trí được 1-2 công chức chuyên trách công nghệ thông tin ở các sở ngành địa phương. Và tôi xin qua phần kế tiếp, đó là phân tích những cái điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức tác động tới việc chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Về điểm mạnh đó, thì chúng ta có những cái điểm mạnh sau đây. Thứ nhất là chính quyền chúng ta năng động, sáng tạo, công khai, minh bạch và được một cái sự đồng thuận lớn của người dân, doanh nghiệp. Và chúng ta cũng xác định chuyển đổi số là một trong các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025. Và sự phát triển của Đồng Tháp thì nó khác hơn so với các tỉnh khác, là chúng ta phát triển tương đối đồng đều của thành thị và nông thôn. Do đó việc triển khai chuyển đổi số nó cũng có phần thuận lợi. Các anh chị thấy đi công tác mà nếu mà chúng ta ra khu vực phía Bắc hoặc là khu vực miền Trung, chúng ta thấy có một số tỉnh mình xác định là nghèo, nhưng mà tại các cái trung tâm tỉnh lỵ, các anh chị thấy thành phố Hồ Lãnh mình gần như là so về mặt bằng chung về phát triển là có thể là mình không bằng ta. Nhưng mà được cái là cái vùng nông thôn của mình thì phát triển khá là tốt. Do đó cũng đó là một cái điểm mạnh để chúng ta chuyển đổi số. Và người dân chúng ta thời gian gần đây thì cũng đã quan tâm tới cái việc đầu tư học tập cho con em, thích nghiên cứu những cái công nghệ mới. Về hạ tầng viễn thông thì so với các tỉnh đồng bằng sông Long, chúng ta cũng đang ở mức khá. Số người sử dụng điện thoại thông minh chúng ta đến thời điểm hiện tại là cũng đạt được 70%. Và trong 10 năm gần đây thì tỉnh Đồng Tháp chúng ta liên tiếp nằm trong top 20 tỉnh thành phố
có chỉ số khá về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Và lãnh đạo tỉnh quan tâm khuyến khích tiếp cận ứng dụng 4.0 vào các lĩnh vực. Cũng báo cáo với các đại biểu là đối với các tỉnh khác á, tôi cũng tìm hiểu cái đề án với cái nghị quyết chuyển đổi số là làm rất lẹ. Khi mà sở thông tin truyền thông trình lên thì cũng lấy ý kiến các sở ngành, thì đa số các anh chị biết rồi, khi mà lấy ý kiến các sở ngành thì cái số ý kiến góp ý không nhiều, đa số là thống nhất với cái dự thảo. Riêng tỉnh Đồng Tháp thì lãnh đạo tỉnh là không chấp nhận việc đó. Khi chúng tôi trình lên lần thứ nhất cũng có lấy ý kiến của các ngành địa phương nhưng mà nó chưa được. Bây giờ phải lấy ý kiến các nhà khoa học, rồi chúng tôi cũng tìm các nhà khoa học nghiên cứu về chuyển đổi số để xin ý kiến một lượt. Sau đó thì lãnh đạo tỉnh mới kêu là phải tổ chức các hội thảo, rồi mời các doanh nghiệp, rồi các viện trường đóng góp lần nữa. Và vòng thứ ba là lãnh đạo tỉnh nói phải xin ý kiến của các bộ ngành trung ương xem cái định hướng của mình như vậy có chệch hướng với các bộ ngành trung ương hay không. Vậy thì qua đó thì chứng tỏ là lãnh đạo tỉnh chúng ta rất là quan tâm tới cái tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm này thì coi như là chúng ta đã lấy ý kiến hầu hết là các địa phương, các doanh nghiệp và các cơ quan trung ương. Về điểm yếu thì cái nguồn lực của tỉnh ta cũng hạn chế, huy động vốn đầu tư nước ngoài và huy động ngoài nhà nước cũng còn khó khăn. Thứ hai là nhân lực của người tin chúng ta là những cái gọi là thành phần tinh túy thì cũng ở Đồng Tháp là không có nhiều, chủ yếu là đã dịch chuyển sang các cái thành phố lớn, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, v.v. Cái thứ ba là cái vị trí địa lý mà điều kiện giao thông không thuận lợi, do đó cái thu hút đầu tư chúng ta về cái công nghiệp số rất là khó. Gần như là cái công nghiệp số chúng ta hiện nay là khiêm tốn, trong cái nhóm là khiêm tốn nhất của cả nước. Và cái ý thức an toàn thông tin của người dân cũng chưa cao. Ví dụ như cài đặt, tôi đơn giản đơn cử vậy thôi, những người mà người ta ý thức cao là khi cài đặt một phần mềm vô máy điện thoại hoặc máy di động, người ta đọc rất là kỹ các cái điều khoản trên đó. Và chúng ta có thói quen là cài vô yes, net, ok, finish là xong, là coi như có cái phần mềm xài. Nhưng mà nó nói cái gì ở trong đó thì chúng ta cũng không có đọc. Mà có những cái cam kết gì á, nó bắt buộc chúng ta cam kết thì chúng ta cũng không đọc, mà coi như đồng ý hết. Đó là cái ý thức của chúng ta chưa có cao bằng các cái nước phát triển. Số lượng doanh nghiệp chúng ta cũng ít và đa số cũng là nhỏ và siêu nhỏ. Và một cái không riêng gì chúng tôi nhận định mà là hầu hết các văn bản đều nhận định là tình trạng cắt cứ thông tin ở các lĩnh vực, các địa phương là ngành nào, địa phương nào cũng muốn giữ riêng những cái thông tin của mình mà không muốn công bố rộng rãi. Công bố rộng rãi thứ nhất là mình sợ là không biết mình có sơ sót gì không. Công bố rộng rãi ra là bắt đầu người ta soi mói mình. Cái ý thức đó của chúng ta cũng còn rất là nặng, do đó việc chia sẻ thông tin cho các cơ quan, giữa các cơ quan và cho cộng đồng thì cũng còn rất là kém. Và một cái nguy cơ, một cái điểm yếu đó là tổ chức cá nhân chúng ta chưa nhận thức rõ về chuyển đổi số. Nghe nói chuyển đổi số nhưng mà cũng không biết nó là cái gì, bắt đầu từ đâu. Thực ra cái chuyển đổi số là không phải bây giờ chúng ta mới làm, mà chúng ta đã làm trước đây rồi, nhưng mà chúng ta làm một cách tự phát, hoặc là chúng ta chưa có đặt nặng nó là vấn đề sống còn. Chỉ có điều bây giờ là hội nhập quốc tế rồi, với lại điều kiện mới thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm và có một cái lộ trình, một cái kế hoạch hẳn hoi thì nó đảm bảo sự thành công cao hơn so với trước đây, chứ không phải là trước đây chúng ta chưa chuyển đổi số đâu. Và một cái khó khăn của tỉnh là chúng ta không nằm trong cái quy hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Thì đối với quy hoạch phát triển công nghệ thông tin có nghĩa là đặt các cái nhà máy sản xuất phần cứng hoặc là các cái doanh nghiệp gia công phần mềm
thì tỉnh Đồng Tháp chúng ta không nằm trong cái vùng quy hoạch, do đó chúng ta cũng bị thiệt thòi. Chút xíu nữa tôi sẽ phân tích về cái kinh tế số nó nằm ở chỗ này. Về cơ hội thì cả nước chúng ta và cả thế giới là đang bước vào cái công cuộc chuyển đổi số. Và như tôi nói hồi nãy, cái dịch Covid nó là một cái không may cho toàn thế giới, nhưng mà nó lại là thúc đẩy chuyển đổi số nhanh. Và ở Việt Nam, cái cơ hội thứ ba chúng ta là ở Việt Nam chúng ta đã có xuất hiện nhiều cái tập đoàn lớn về viễn thông, công nghệ thông tin, thương mại điện tử đã đến với Việt Nam rồi, đó cũng là một cơ hội để chúng ta chuyển đổi số nhanh hơn. Một cái nữa đó là nhiều cái nền tảng số mà do người Việt Nam sản xuất, gần đây chính phủ cũng phát động cái phong trào là Make in Việt Nam á. Nếu anh chị thấy thường đó là chữ Make nó là phải là MADE, nhưng mà cái này á là nó là MAKE, đúng không? Nó là người ta nói là sử dụng cái này là không đúng. Nhưng mà các anh chị biết là có một cái cảm hứng từ Ấn Độ. Nếu các anh chị nào mà nghe cái bài Make in India, cái bài hát nó rất là hay, nó cũng là một cái cảm hứng để cho cái kinh tế của Ấn Độ phát triển cái nguồn nội lực trong nước á, thì Việt Nam mình cũng lấy cảm hứng từ đó và chọn Make in Việt Nam cái từ như vậy. Và một cái cơ hội nữa là từ năm 2022 thì cái mạng viễn thông 2G sẽ tắt để nhường tần số cho các mạng di động kế tiếp và 5G và những cái thế hệ kế tiếp ra đời. Về 2G thì chúng ta không có sử dụng dữ liệu, chúng ta chỉ nghe gọi thôi. Nhưng mà từ 3G trở đi á thì chúng ta bắt đầu có dữ liệu ở trên đó. 3G thì dữ liệu tốc độ cũng thấp, băng thông cũng thấp. 4G thì bây giờ chúng ta cũng đang sử dụng cũng tương đối, nhưng sau này á hình ảnh video tất cả những cái thiết bị gọi là thiết bị IoT, thiết bị cảm biến thì nó sẽ yêu cầu tốn băng thông rất là nhiều. Nếu duy trì cái mạng 2G thì sẽ không còn tần số để phát triển các cái mạng tiếp theo. Do đó từ năm 2022 đó, thì chính phủ sẽ quyết định là tắt cái mạng di động 2G. Coi như anh chị nào mà xài 2G là cái máy điện thoại đó thành cục gạch đó. Về thách thức đối với chúng ta đó là tình trạng thất thoát tri thức và chảy máu chất xám. Đấy là cái người giỏi đó, người ta đầu quân cho những cái doanh nghiệp lớn hoặc là thu hút về những cái đô thị lớn, những cái quốc gia phát triển. Thì thành ra ở Đồng Tháp mình không thiếu nhân tài đâu, nhưng mà nhân tài làm việc ở Đồng Tháp thì không nhiều. Cái nữa, không có ông nào mà tự nhiên mà dám bỏ tay và làm máy toàn bộ trong giai đoạn đầu hết. Thì trong giai đoạn đầu á, là phải vừa làm tay vừa làm máy để đối chiếu lại rồi kết quả trên máy nó có đúng không. Đúng rồi á, thì chúng ta mới mạnh dạn bỏ cái làm tay. Thường thì khi mà triển khai ứng dụng công nghệ tin mà những người mà công việc nhiều chút á, họ phản ứng rất là dữ. Tôi bây giờ tôi làm tay còn không kịp, bây giờ kia tôi nhập vô máy nữa sao tôi làm nổi. Nhưng mà đối với những người mà chịu khó tí thì sau qua giai đoạn đầu đó rồi á thì kêu trở lại làm tay làm nổi. Và cái thách thức của chúng ta nữa là việc lựa chọn phương thức, lộ trình và công nghệ. Đó bây giờ anh chị có thể nói các cơ quan là chúng ta được các doanh nghiệp chào mời thực hiện các phần mềm, các giải pháp công nghệ rất là nhiều, nhưng mà người ta vẽ rất là đẹp, vẽ bức tranh lên rất là đẹp, coi như là chúng ta thành công tới nơi rồi đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tổ chức mua sắm trang bị xong rồi á thì nhà thầu quay lưng đi rồi á thì là cái hậu quả là chúng ta lãnh đủ. Khi họ trình bày thì họ trình bày cái gì cũng hay hết, nhưng mà triển khai thực tế ra thì cái họ mới đổ thừa cho hoàn cảnh là bị cái rào cản này, bị rào cản kia, thành ra không được thành công. Thì lúc đó rủi ro là về phần chúng ta. Do đó thì đối với cái chuyển đổi số này thì chúng ta cũng cần phải thận trọng và tỉnh táo với các cái chào mời của các doanh nghiệp. Một nguy cơ như tôi có trình bày nãy là nguy cơ mất an toàn thông tin. Các anh chị biết là gần như là cái tội phạm tin học bao giờ cũng rình rập. Tôi nghĩ là không ít chúng ta trong cái buổi hội nghị này là cũng là nạn nhân của nó.
đặc biệt là cái vụ mà mã hóa đòi tiền chuộc. Máy tính chúng ta đang hoạt động ngon lành vậy đó, tự nhiên một ngày nào đó cái mở cái file lên nó báo lỗi rồi mở ra toàn là nó mã hóa thành ký hiệu rồi không à. Đồng thời trên màn hình đó là nó cũng kêu đó là nạp $500 hay là bao nhiêu cái Bitcoin á để mà nó gửi cái đoạn giải mã để chúng ta lấy lại dữ liệu. Nhưng mà khi mà chúng ta gửi tiền cho nó thì cũng chưa chắc là nó sẽ giải mã cho chúng ta. Đó là cái tình trạng này trong những năm vừa qua bị rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là cái Facebook của mình khi bị hacker nó tấn công nó chiếm rồi á, thì đầu tiên nó lấy cái tài khoản của mình, nó nhắn cho người quen hỏi khỏe không, mình cũng biết là trả lời khỏe. Đấy, cái này ít gặp quá, nói một hai câu sao có công việc này gấp nhờ, bây giờ là cần liên hệ điện thoại để giải quyết công việc, mà bây giờ là máy nó hết tiền rồi, nhờ nạp dùng cái cạc 50.000 hay 100.000 gì đó. Thì các anh chị thấy đối với một người thân của mình á, nếu mà không tỉnh táo thì nghe nói khó khăn vậy, hoàn cảnh khó khăn vậy mà 50.000, 100.000 cũng không là vấn đề. Rồi cũng mua cái thẻ cào, rồi cái cào số ra gửi cho bên đó thì coi như mình mất tiền, mà nó làm mỗi người ít thôi mà cộng lại thì trở thành nhiều. Đó là cái nguy cơ mất an toàn tin khi mà chúng ta thực hiện cái lộ trình chuyển đổi số là luôn hiện hữu, do đó chúng ta phải hết sức là tỉnh táo. Và một cái thách thức nữa đó là cái sự kế thừa giữa cái cũ với cái mới. Nếu chúng ta chuyển đổi số mà chúng ta bỏ hết cái cũ, chúng ta chỉ làm cái mới, phủ nhận hết cái cũ, thì có cái đó cũng là một cái rủi ro. Do đó chuyển đổi số chúng ta phải có một cái lộ trình thích hợp để dung hòa được cái cũ và cái mới, chuyển từng bước chứ không phải chuyển quá đột ngột. Chuyển quá đột ngột thì nó sẽ gây ra một cái cú sốc, cái tính thành công nó cũng không cao. Như tôi nói là cái gọi là cái bẫy công nghệ á, của các doanh nghiệp mà nó dâng ra cho mình á, mình cũng dễ mắc bẫy. Tôi xin qua nội dung đề án. Tôi xin đi sâu vào các cái mục tiêu. Mục tiêu thì chúng ta như tôi trao đổi là có 3 cái trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chính quyền số có 22 chỉ tiêu. Thì tôi sẽ gửi tài liệu này để cho các anh chị nghiên cứu thêm. Tôi sẽ nhấn mạnh những cái chỉ tiêu nào quan trọng thôi. Thứ nhất là 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4. Thì các anh chị nghe nhiều tới dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4. Thì đối với dịch vụ công trực tuyến mức 3 thì chúng ta có thể thực hiện hoàn toàn qua mạng. Nhưng mà nếu mà có đóng phí gì đó, phí lệ phí, thì chúng ta phải trực tiếp tới cơ quan nhà nước. Chúng ta đóng và chúng ta nhận kết quả. Còn đối với dịch vụ công trực tuyến mức 4 thì chúng ta thực hiện 100% qua mạng luôn. Nên là kể cả cái nộp phí lệ phí chúng ta cũng thực hiện chuyển khoản, chứ chúng ta không có cần phải đến cơ quan nhà nước nữa. Và cơ quan nhà nước cũng trả kết quả qua mạng. Đến thời điểm này thì ở tỉnh đã cung cấp được hơn 800 dịch vụ công trực tuyến mức 4. Tuy nhiên báo các anh chị là cái dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của mình sử dụng cũng còn mức khiêm tốn. Mới vừa rồi thì văn phòng chính phủ yêu cầu các tỉnh rà soát lại. Thì ở Đồng Tháp chúng ta triển khai khoảng hơn 1.400 dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4. Nhưng mà từ năm 2018 tới nay là có khoảng 640 cái dịch vụ công là không ai sử dụng. Như vậy nói một cách nào đó là chúng ta cũng đang lãng phí một cái nguồn ngân sách đó. Nhưng mà do trước đây á, và cái đánh giá cải cách hành chính á, nếu không triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 là chúng ta bị kiểm tra, bị phê bình và đánh giá xếp hạng, thậm chí á, là còn bị lãnh đạo đơn vị có thể cuối năm cũng bị xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Và do vậy thì mục tiêu chúng ta đề ra trong giai đoạn 21-25 là phải có 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ. Và 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về cái giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ tiêu thứ tư là 20% thủ tục hành chính được cắt giảm so với hiện nay.
cái chỉ tiêu này là một cái gọi là quyết tâm chính trị đó các anh chị. Chứ thời gian vừa qua, cái này tôi nói để chia sẻ với các anh chị là các cơ quan cũng có cắt giảm thủ tục hành chính đó, nhưng mà chúng ta cắt giảm theo cái phương thức là kỹ thuật. Ví dụ như hai cái thủ tục hành chính chúng ta gộp lại thành một thủ tục hành chính là xem như là chúng ta cắt giảm một thủ tục hành chính. Nhưng mà thực ra khi một thủ tục hành chính đó chúng ta là chia ra làm hai trường hợp. Cái thủ tục hành chính này chia ra làm hai trường hợp, trường hợp A thì phải làm gì, trường hợp B phải làm gì. Nhưng mà khi ứng dụng trên phần mềm á, bản chất của nó là hai thủ tục chứ không phải là một thủ tục. Về mặt giấy tờ là chúng ta giảm một thủ tục, nhưng mà về mặt bản chất là nó vẫn là hai thủ tục. Đấy. Thì những cái chỉ tiêu này á, thực ra nó mang tính thi đua, mang tính chính trị rất là cao. Thành ra kêu cắt giảm 20% thủ tục hành chính mình cũng phải theo thôi chứ không cách nào khác. Và cái mục tiêu nữa là 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp qua nhiều kênh truy cập. Nếu như hiện tại chúng ta chỉ có cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua web thôi, có nghĩa là chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta truy cập vào trang web đó để chúng ta làm thủ tục hành chính, thì sau này á, sẽ có những cái phương tiện khác, ví dụ như là một cái app trên điện thoại di động mà người dân tải cái app về đó, cái app đó về và khai báo thủ tục ở trên đó cũng được. Đó là thêm những cái kênh như vậy. Và 100% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở. Dữ liệu mở là hồi nãy tôi ví dụ trường hợp cái trang web đấu thầu Bộ và đầu tư đó, thì những cái dữ liệu nào mà không mang tính bí mật của cơ quan nhà nước thì sau này là khuyến khích cơ quan nhà nước là phải công khai rộng rãi để người dân doanh nghiệp sử dụng, để là tăng cái hiệu quả của dữ liệu lên. Và cái mục tiêu nữa là giảm gánh nặng cho nhà nước nè, là tối thiểu 50% dịch vụ công mới của cơ quan nhà nước là có sự tham gia cung cấp của doanh nghiệp hoặc tổ chức ngoài nhà nước. Có nghĩa là cái quan điểm của nhà nước là từ từ mở ra là gì? Cái gì mà doanh nghiệp ta làm được đó thì giao cho doanh nghiệp làm, với nhà nước không giữ nữa. Và 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng. Thì đối với các cơ quan nhà nước chúng ta cái điều kiện bây giờ là đủ rồi đó. Tuy nhiên là nói chung là cái cơ quan nhà nước chúng ta cũng đôi khi có xử lý tình huống, thành ra những cái văn bản mật thì đương nhiên chúng ta không có trao đổi qua môi trường mạng rồi, nhưng cũng có những văn bản, ví dụ như anh chị không xa lạ gì văn bản chèn sốt. Đúng ra cái văn bản nó phải ban hành là từ cách đây một tuần, nhưng mà do công việc gì đó là chúng ta quên hết đi, làm không kịp, đầu ta chèn số lùi ngày, thì những cái văn bản đó thì trao đổi qua môi trường điện tử thì nó không phù hợp, nên chúng ta phải chấp nhận văn bản giấy. Chuyện đó là cũng có, hoặc là có những văn bản gọi là cái chứng từ kế toán như này, thì có những văn bản là chúng ta không có trao đổi qua môi trường mạng được. Rồi 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc. Cái này giống như là cái số hiệu công chức điện tử vậy đó. Cái định danh số thì nó giống như vậy. Ví dụ như mỗi công chức mình có một cái mã số, chúng ta đeo cái thẻ công chức đó, thì chúng ta có cái mã số công chức đó. Thì bây giờ thì chúng ta gắn cái mã số đó trên môi trường mạng thì nó gọi là định danh số. Rồi 100% cơ quan hành chính nhà nước tham gia sử dụng hệ thống tin báo cáo. Thì phần này thì báo anh chị là Sở Thông tin Truyền thông đang triển khai cái hệ thống tin báo cáo. Thì trước đây thì đề án 1.2 cũng triển khai cái phần mềm báo cáo kinh tế xã hội rồi. Rồi giai đoạn khoảng 2015-2016 thì ủy ban cũng có nhắc lại cái hệ thống tin báo cáo nữa, báo cáo kinh tế xã hội. Tuy nhiên là hai lần vừa rồi là chúng ta triển khai không thành công. Lần thứ ba này là chúng ta bắt buộc phải triển khai, bởi vì đây là một cái chỉ tiêu trong nghị quyết của chính phủ giao cho tỉnh. Nếu mà tỉnh không hoàn thành chỉ tiêu này thì đây là một cái chỉ tiêu để đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh. Do đó cái quyết tâm đợt này rất là lớn. Thì nếu mà được triển khai tập huấn thì cũng mong là các anh chị tham gia tích cực và ứng dụng hiệu quả. Thì trong tuần ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu vừa qua thì chúng tôi đã tập huấn được cho ba cơ quan rồi. Thì chắc là trong
trong tuần sau nữa, cuối tháng 10 thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng đến các cơ quan, các địa phương. Một chỉ tiêu liên quan đến ngành giáo dục đó là tối thiểu 70% nội dung chương trình đào tạo thi tuyển thi ngạch, xin lỗi, cái này là của nội vụ, thi nâng ngạch nhà nước là phải thực hiện trực tuyến, rồi 100% cán bộ công chức viên chức được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số. Thì đầu tiên chúng tôi cũng đưa ra cái chỉ tiêu này, nó cũng ở mức khiêm tốn thôi, 100% thì số tròn trịa quá, nhưng mà sau khi góp ý của lãnh đạo tỉnh, bí thư, đồng chí bí thư với đồng chí chủ tịch thì nói bây giờ không bỏ sót ông nào hết, trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư rồi á, thì không có ai đứng ngoài cuộc chơi được, tất cả cán bộ công chức viên chức đều phải có kỹ năng số thì mới đáp ứng được trong giai đoạn tới. Do đó con số này được nâng lên 100% là như vậy. Và chỉ tiêu số 18 cũng khá là quan trọng, đó là số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực. Tôi xin giải thích cái chỉ tiêu này. Ví dụ như chúng ta có cái giấy khai sinh và nó theo chúng ta suốt đời, nhưng mà trước đây là chúng ta phải giữ cái giấy. Bây giờ là trong cái lộ trình chuyển đổi số này là cái giấy khai sinh của chúng ta phải được cơ quan nhà nước số hóa. Và khi chúng ta tới cơ quan nhà nước chúng ta làm thủ tục, chúng ta chỉ cần nêu cái số thẻ căn cước công dân và cái mã định danh chúng ta, thì đương nhiên là những hồ sơ giấy tờ này là nó đã có sẵn trong hệ thống. Cái mục tiêu 100% cơ sở, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực là như vậy. Hoặc là đối với doanh nghiệp thì cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì bây giờ doanh nghiệp đến làm một cái thủ tục gì đó thì chỉ cần nói cái mã số doanh nghiệp thôi, thì người ta nhập cái mã số doanh nghiệp thì lập tức nó sẽ ra được cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp không cần phải photo công chứng, không cần photo chứng thực cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của mình nữa, chỉ cần nắm được cái mã doanh nghiệp là mọi thứ là cơ quan nhà nước phải có sẵn sàng. Nhóm thứ hai là nhóm kinh tế số, là 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến và 55% doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Báo cáo các đại biểu là đối với chỉ tiêu này á, thì toàn quốc người ta chỉ đưa ra là 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến và 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử thôi. Tuy nhiên khi mà thông qua cái đề án này á, thì chỗ của đồng chí chủ tịch nói là cái này mình phải nâng lên. Bởi vì sao? Qua cái giai đoạn mà dịch Covid này rồi á, thì thấy là gần như dân số mình đã quen với việc mua sắm trực tuyến rồi, và các cái doanh nghiệp á cũng thích ứng mua bán qua mạng rồi. Do đó là tỉnh Đồng Tháp mạnh dạn là đưa cái chỉ tiêu này cao hơn chỉ tiêu quốc gia. Là chỉ tiêu số 2 là thanh toán không dùng tiền mặt đạt 50%, rồi 100% đơn vị cung ứng điện nước viễn thông truyền hình trả tiền, 50% dịch vụ vận tải triển khai thu cước phí không dùng tiền mặt. Thì báo các anh chị là gần như bây giờ chúng ta sử dụng điện nước, là cơ quan điện nước là cũng đã đến từng nhà để yêu cầu chúng ta cài một cái app để ghi cái chỉ số nước, và đồng thời là thông báo với tiền điện, tiền nước cho chúng ta, là chúng ta cũng có thể thanh toán trực tuyến. Viễn thông cũng vậy, truyền hình trả tiền cũng vậy. Có 3 chỉ tiêu khó của kinh tế số. Thứ nhất, cái kinh tế số chiếm 20% GDP. Thì cái này nói thật với các đại biểu là khi mà chúng tôi làm cái đề án này, chỉ tiêu này quá khó. Chúng tôi xin là giảm xuống khoảng chừng 15% thôi. Nhưng quan điểm của lãnh đạo tỉnh là phải giữ bằng với chỉ tiêu quốc gia. Cái nào mà chúng ta thấy có thể vượt chỉ tiêu quốc gia thì chúng ta mạnh dạn chúng ta đặt ra. Còn nếu mà cái gì mà chúng ta còn yếu hơn chỉ tiêu quốc gia thì chúng ta phải phấn đấu cho bằng. Đấy là quan điểm.
Rồi cái này cũng mở ngoặc nói thêm cho các đại biểu nắm là qua cái số liệu thu thập từ cục thuế mà chúng tôi mới nhận được tuần rồi á, cái kinh tế số, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, ví dụ doanh nghiệp viễn thông nè, doanh nghiệp truyền hình trả tiền, doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp công nghệ thông tin, thì báo các đại biểu đến thời điểm này doanh số một năm nó chiếm chưa tới 1% GDP. Một năm là khoảng 800 tỷ, năm 2020 là 800 tỷ doanh thu của ngành thông tin truyền thông. Có thể nói là một thành phần rất lớn của ngành kinh tế số mình đó. Trong khi là cái nền kinh tế chúng ta năm rồi là khoảng 87,5 ngàn tỷ, mà cái kinh tế số nó chiếm chưa được 1%. Thì như vậy đến năm 2025 mà con số này là phải nói là chúng ta phải đi bằng tàu vũ trụ á, chứ còn nếu mà đi máy bay đi cũng không kịp. Thì có một số cái thông tin chia sẻ với các anh chị vậy. Vậy này gọi là quyết tâm chính trị. Cái tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Thì con số này thì hiện tại báo các anh chị là chưa có đo đếm được hiện trạng mình đạt bao nhiêu, nhưng mà tôi hy vọng là con số này được. Bởi vì là bây giờ là gần như các hoạt động sản xuất kinh doanh thì đều có cái hàm lượng công nghệ thông tin trong đó hết rồi. Đã đến 2025 tôi nghĩ chỉ tiêu này có thể đạt được. Và cái năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%. Báo các đại biểu là giai đoạn 2016-2020 năng suất chúng ta tăng hơn 7%. Tuy nhiên thì 3 năm 2016-2017-2018 thì cái tốc độ tăng trưởng nó cao. Nhưng mà 2019-2020 thì 2 năm đó thì lại dưới 7%. Và năm 2021 này chúng ta bị cái dịch Covid nó hoành hành, thành ra khả năng rất là thấp. Do đó tỉnh Đồng Tháp chúng tôi cũng đề xuất với lãnh đạo tỉnh là giữ nguyên cái mức này bằng với mức của quốc gia. Chỉ tiêu toàn quốc là năng suất lao động tăng 7% và chúng ta cũng giữ nguyên 7%, mặc dù giai đoạn 2016-2020 là chúng ta tăng bình quân hơn 7%, nhưng mà có những cái điều kiện khách quan như vậy, do đó chúng ta cũng giữ bằng chỉ tiêu quốc gia. Về xã hội số thì mục tiêu chúng ta là kết nối bằng rộng đến tất cả các hộ gia đình. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử thì sẽ đạt trên 40%. Mỗi người dân sẽ có một cái hồ sơ về sức khỏe cá nhân. Thì bây giờ nếu tôi nghĩ cái này không khó. Nếu các anh chị nào đã cài cái phần mềm sổ sức khỏe điện tử mà hôm nay là các cái đài truyền thanh mà tuyên truyền đó, là chúng ta sử dụng các chức năng trên sổ sức khỏe điện tử là chứng tỏ là chúng ta đã có hồ sơ số về sức khỏe cá nhân rồi. Rồi mỗi cơ sở khám chữa bệnh thì đều triển khai cái dịch vụ khám chữa bệnh từ xa. Thì báo anh chị là Đồng Tháp mình là cái triển khai cái hệ thống khám chữa bệnh từ xa tương đối là sớm. Năm 2017 là đã triển khai cho các cái bệnh viện tuyến tỉnh rồi, và có khoảng 5 bệnh viện khu vực và bệnh viện chuyên ngành tham gia cái khám chữa bệnh từ xa rồi. Tại vì không còn thời gian, chứ nếu còn thời gian tôi sẽ mở một cái video về khám chữa bệnh từ xa mà hỗ trợ phẫu thuật cho các anh chị xem. Và đối với ngành giáo dục thì chúng ta có chỉ tiêu là mỗi học sinh đều phải có hồ sơ số về học tập, và 100% cơ sở giáo dục phải triển khai dạy học trực tuyến, quản lý dạy học trên môi trường số. Thì đó là cái chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025. Và giai đoạn 2000 đối với giáo dục thì có thêm một số cái nữa là 50% dân số phải có kỹ năng số cơ bản và 90% có địa chỉ postcode. Thì cái chỉ tiêu 50% số dân số có kỹ năng số cơ bản thì chúng tôi cũng đang cố gắng bảo vệ, bởi vì nếu mà phổ cập tin học cho người dân đó càng nhiều là càng tốt. Tuy nhiên khi mà đi triển khai phổ cập đó, thì đối với người lớn tuổi thì tương đối là khó, do đó chúng tôi cũng xin cái tỷ lệ này giữ lại là 50%. 2030 thì những chỉ tiêu này là nâng cao của giai đoạn 2021-2025, anh chị xin lướt qua. Về giải pháp và lộ trình thực hiện
Thì đối với cái phát triển nền tảng số thì có các giải pháp về chuyển đổi nhận thức, giải pháp về cơ chế chính sách, giải pháp phát triển hạ tầng số, đấy là chúng ta đầu tư máy móc thiết bị đường truyền, phát triển dữ liệu số, chúng ta triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tạo lập cơ sở dữ liệu cho các ngành nghề lĩnh vực, phát triển nền tảng số. Như tôi nói nãy là nếu chúng ta muốn phát triển cái muốn cái lộ trình chuyển đổi số chúng ta bền vững thì bắt buộc là chúng ta phải phát triển các nền tảng, trong đó có cái trục tích hợp liên thông dữ liệu. Như tôi nói nãy là nó làm nhiệm vụ trung gian để các ngành chia sẻ dữ liệu với nhau, và sắp tới đây chúng ta sẽ phát triển cái nền tảng định danh cá nhân và cái kho dữ liệu số của người dân doanh nghiệp, có nghĩa là cái dữ liệu mở đó anh chị, là phải xây dựng một cái kho dữ liệu để chia sẻ dữ liệu mở cho người dân. Và cái nền tảng quan trọng sắp tới đó là cái nền tảng IoT. Như các anh chị thấy là máy bay không người lái nè, camera thông minh rồi nè, đó là những cái thiết bị IoT, hoặc là chúng ta lắp đặt những cái thiết bị quan trắc môi trường, chúng ta đó là những cái thiết bị thông minh, thiết bị IoT, thì chúng ta phải có một nền tảng để quản lý phân tích những cái dữ liệu từ đó. Và trong cái giải pháp nữa là chúng ta sẽ xây dựng một cái ứng dụng di động gọi là Y Đồng Tháp. Như vậy khi người dân cài cái Y Đồng Tháp này á, một là có thể xem tin tức, hai là có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, ba là có thể nhận được cái cảnh báo, ví dụ như là về nông nghiệp có thể cảnh báo về sâu rầy, thời tiết, về thiên tai thì người dân có thể nhận biết được những cái dông lốc bão chẳng hạn, hoặc là sấm sét chẳng hạn. Thì đó là những cái nền tảng mà chúng ta cần phải phát triển và cũng cần phải đảm bảo an toàn thông tin mạng. Thì đối với tỉnh thì cũng đã thành lập, công an tỉnh đã thành lập, mới thành lập cái phòng an ninh mạng gọi là phòng BA05, là để đảm bảo cái an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Rồi trong cơ quan nhà nước thì cũng đã thành lập cái đội ứng cứu sự cố máy tính trong cơ quan nhà nước để giải quyết cái sự cố trong cơ quan nhà nước. Và gần đây thì theo chỉ đạo của chính phủ á, thì cơ quan nhà nước chúng ta bắt buộc phải cài đặt cái phần mềm diệt virus tập trung. Có lẽ là các anh chị ở các sở ngành đã nắm hết rồi, nghĩa là mình cài phần mềm diệt virus đây, nếu máy mình nhiễm virus không chỉ mình biết mà cái trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia cũng biết, để người ta xem đánh giá cái nguy cơ con virus đó, cái mức độ nó lây lan thế nào để có cái ứng phó cho phù hợp. Do đó là trước đây chúng ta xài cái phần mềm Kaspersky Internet Security đó, thì cũng được, cũng tốt hơn, nhưng mà nó bảo vệ cho máy tính chúng ta. Nhưng mà còn việc mà thông tin về cái trung tâm giám sát an toàn thông tin quốc gia thì không có chức năng đó. Do đó là thời gian gần đây là chúng ta phải triển khai cái phần mềm mà đảm bảo vừa bảo vệ máy tính chúng ta, vừa cập nhật dữ liệu về trung tâm giám sát quốc gia để người ta phân tích những cái tình huống về an toàn tin, có cái ứng phó của cấp cao hơn. Về phát triển chính quyền số thì sẽ phát triển các ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước, đồng thời phát triển những cái ứng dụng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta phát huy nhất là hệ thống quản lý văn bản điều hành. Thì này là chúng ta phải bắt buộc sử dụng 100% rồi. Còn hệ thống họp trực tuyến, đào tạo trực tuyến thì đối với các tỉnh khác thì có thể người ta mới bắt đầu. Nhưng mà ở Đồng Tháp mình đã làm cái việc này từ năm 2008. Và chúng ta đã triển khai họp trực tuyến rất là nhiều rồi. Những năm trước đây tôi đi tập huấn với các tỉnh khác đó, đó là Đồng Tháp bình quân một năm là có hơn 300 cuộc hội nghị trực tuyến cho các cấp, thì anh em ở các tỉnh khác không tin. Nhưng mà thực tế là mình nói có thật chứ không nói dốc. Tôi nói thậm chí cái chuyện là chủ tịch của tỉnh tiếp dân qua hệ thống trực tuyến, người ta nói sao tiếp được. Tôi nói là tôi mở cái lịch của Đồng Tháp lên cho mấy em coi đó. Giải thích là gì? Chủ tịch ngồi trên này và các cái sở tham mưu giúp việc ở dưới mời người dân tới ủy ban huyện hoặc ủy ban xã, kết nối điểm cầu về, người dân trình bày ý kiến của mình, chủ tịch nghe, ví dụ như vấn đề nào cần tham khảo chuyên môn thì có các sở ngành đó
để tham mưu cho chủ tịch và trả lời ngay tại chỗ đó luôn. Thậm chí tôi nói là cái chất lượng của trực tuyến nó có thể còn cao hơn là so trực tiếp nữa. Có những vấn đề mà trao đổi nội bộ, nếu mà ngồi trực tiếp đó, là chủ tịch không trao đổi với các cái ngành tham mưu được, nhưng mà trực tuyến đó, khi đó thì chúng ta chỉ cần tắt cái mic thôi, hỏi ý kiến của các cơ quan chuyên môn cái này như thế nào, trao đổi thì không sợ lộ lộ thông tin cho cái người ta khiếu nại. Thì có những cái tôi nói là triển khai trực tuyến nó có thể còn hiệu quả hơn là so với trực tiếp. Khi mà giải thích như vậy thì các tỉnh khác mới thấy là mình làm thật, kết quả nó là thật chứ không phải là mình nổ, mình nổ cá lóc. Phát triển kinh tế số thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và sẽ triển khai cái kế hoạch phát triển thương mại điện tử của tỉnh và tạo điều kiện để phát triển kinh tế chia sẻ, kinh tế trang công. Kinh tế chia sẻ thì nếu các anh chị thấy rõ nhất là cái Grab và Uber, đó là một dạng kinh tế chia sẻ. Về phát triển xã hội số thì cái việc quan trọng nhất là chúng ta tuyên truyền và phổ cập cho người dân để sử dụng cái xã hội số. Và đặc biệt là đối với ngành giáo dục thì chúng ta sẽ phổ biến các cái khóa học trực tuyến mở MOOC. Và đặc biệt là cái này nó hơi cũ rồi, là xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số. Thì do chúng tôi soạn thảo cái dự thảo này trước đây rồi, nhưng mà cái bộ quy tắc này Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành rồi các anh chị. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm thì ở tỉnh xác định là 8 nhiệm vụ trọng tâm đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, công thương, tài nguyên môi trường, văn hóa, giao thông vận tải và tài chính ngân hàng. Thì cái tài liệu của các anh chị trong tay là chỉ có 7 thôi, nhưng mà cái dự thảo mới nhất là có thêm cái lĩnh vực tài chính ngân hàng, lãnh đạo tỉnh có bổ sung thêm. Thì đối với lĩnh vực y tế thì sẽ triển khai bệnh án điện tử cho bệnh viện đa khoa khu vực 100% đến năm 2025. Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và 12 trung tâm y tế huyện thì sẽ đạt 60%. Như vậy thì các bệnh viện, ví dụ như bệnh viện Đồng Tháp, bệnh viện Sa Đéc, bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự, đa khoa khu vực Tháp 10 thì phải triển khai bệnh án điện tử đến năm 2025. Rồi bệnh viện thông minh thì tiêu chí là bệnh viện cấp 1 là phải xây dựng cái tiêu chí bệnh viện thông minh và hoàn thành vào năm 2023. Thì chúng ta có bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Tuy nhiên theo lộ trình nữa thì ngành y tế đề nghị hai bệnh viện, đó là bệnh viện đa khoa Đồng Tháp và bệnh viện đa khoa Sa Đéc, triển khai cái hệ thống quản lý chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hệ thống chẩn đoán hình ảnh. Dù như chúng ta trước đây chúng ta đi chụp X-quang thì chúng ta được trả cái phim. Bây giờ các anh chị biết là đối với một cái chụp X-quang á thì nó thực ra nó có tới khoảng 40, nhớ không lầm là khoảng 42 tấm, 48 là 2 tấm hình. Đôi khi kỹ thuật viên chụp á, người ta sẽ lựa khoảng chừng 242 tấm hình đó thôi để người ta in phim ra. Thì các anh chị thấy tại sao mà các bệnh viện khác khi mà chuyển cái tấm phim đó sang bệnh viện khác là người ta không xài, phải chụp lại. Nó là lý do vậy. Nhưng sau này á, thì khi mà chúng ta chụp X-quang xong rồi đó, chúng ta chuyển cái file điện tử là có 42 tấm hình đó, thì bác sĩ sẽ căn cứ trên 42 tấm hình đó để lựa chọn, chứ không phải là 2 tấm hình mà chúng ta rửa phim như hiện tại. Như vậy cái rửa phim thì nó có hạn chế vậy. Ví dụ như là cái cách nhìn của ông kỹ thuật viên này, ông nhìn không tới, nhưng mà lên tuyến trên đó, người ta sẽ chọn những cái tấm khác chứ không phải chọn 2 cái tấm đó. Vậy sau này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống chẩn đoán hình ảnh.
liên thông giữa các bệnh viện. Về giáo dục thì sẽ xây dựng cái hệ thống thông tin ngành giáo dục để quản lý toàn bộ cái hoạt động của ngành và số hóa các cái nghiệp vụ quản lý điều hành giáo dục, ví dụ như là tuyển sinh đầu cấp, quản lý sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, kiểm định chất lượng giáo dục, xác minh văn bằng, thư viện số, học phí và lệ phí điện tử. Rồi gần đây nhất là chúng ta đã làm rồi, đó là cái triển khai cái hội nghị trực tuyến và đào tạo trực tuyến. Đó là cái dịch Covid này là hai cái ngành mà chuyển đổi số đi đầu, đó là ngành giáo dục, ngành thương mại. À, cái cơ hội để mà chuyển đổi số của hai ngành này là cao nhất. Và để thực hiện lộ trình này thì cũng phải có hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn lực công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và hoàn thiện cái cổng thông tin điện tử của ngành giáo dục, trong đó phải có đầy đủ cái trang thông tin điện tử của các trường và các cơ sở giáo dục. Và đến năm 2023 thì đề ra là hoàn thiện hệ thống tin ngành giáo dục và liên thông với cái cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Giáo dục. Như tôi nói hồi nãy là có một cái nền tảng dùng chung đó, không chỉ liên thông giữa các ngành ở trong tỉnh mà chúng ta còn phải liên thông với các cơ quan trung ương. Và sẽ triển khai thí điểm mô hình dạy tiên tiến trên nền tảng số. Trên nền tảng số đó là cái phòng học tương tác. Thì chúng ta thời gian gần đây chúng ta cũng có đầu tư một số cái thiết bị tương tác. Rồi phần lab mô phỏng ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường. Thì phần này thì chắc tôi nghĩ thời gian tới Bộ Giáo dục cũng sẽ có chủ trương chúng ta triển khai thí điểm. Và sẽ triển khai cái thư viện điện tử tới các trường phổ thông. Mục tiêu là 40% trường trung học phổ thông, trung học cơ sở sẽ có cái đào tạo theo mô hình STEM và STEAM. STEM có nghĩa là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Còn cái STEAM thì thêm có phần nghệ thuật ở trong đó nữa. Như vậy thì tôi nhớ không lầm là Bộ Giáo dục cũng có một cái quyết định triển khai thí điểm cái chương trình này. Đồng Tháp thì tôi cũng chưa có dịp lắm là mình có triển khai được bao nhiêu trường. À, các lĩnh vực còn lại thì do thời gian có hạn thì mong là các đại biểu xem tài liệu thêm. Như tôi trao đổi ban đầu thì cái nội dung này mới chỉ là cái dự thảo chưa được ban hành chính thức. Thì qua cái buổi trao đổi chia sẻ các thông tin như vậy cũng mong được các cái quý đại biểu, quý thầy cô nghiên cứu và có cái góp ý thêm để Sở Thông tin Truyền thông hoàn thiện thêm để cái đề án này triển khai một cách khả thi nhất. Cuối cùng yêu tình xu hời dịu dắt sau lũy tre, chuyện đời hầm tan khắc trong tim niềm nhớ Đồng Tháp quê mình ta vì...